Tin mừng theo Thánh Matthew. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước mặt thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình, và hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp cho quan tòa, quan tòa lại giao cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt và ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng, chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Sống tinh thần của luật. Mở đầu đoạn tin mừng, Đức Giêsu nhắc đến sứ vụ của người là kiện toàn lề luật, và tiếp theo sau đó là sáu khoả luật được đặt trong mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Đọc tất cả sáu khoả luật đó, chúng ta dễ nhận thấy điều trọng tâm mà Đức Giêsu muốn mặc khải là sự vượt lên trên, nghĩa là Chúa muốn chúng ta đừng giam hãm công bằng và sự thánh thiện trong một danh sách những điều phải làm hay không được làm, nhưng trái lại là phải có khả năng phản ứng tốt trước điều mới lạ. Nghĩa là
sống tinh thần của luật hơn là giữ luật từng câu từng chữ. Thank you.